ăn chuối bổ sung cái gì đó bạn biết nào? Bổ sung kali đúng chưa? Tập gym là phải có kali này, đến trồng cây còn phải bổ sung đạm lân kali, tới cây thì phân huống chi là con người đúng không nào? Vậy thì các bạn biết rằng là kali vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết kali là gì, nó có tác dụng gì, bổ sung bao nhiêu là đủ, thế nào là thừa, thế nào là thiếu, nếu như mà thừa thiếu thì phải xử lý như thế nào, và tất cả những cái điều đó hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Đại Dương trong video ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương. Và như thường lệ thì bác sĩ Vũ Đại Dương có một nhóm Zalo chuyên về dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng. Các bạn có thể truy cập ở đường link ở phía bên dưới mô tả video này, cũng như các cái mạng xã hội khác. Và các bạn đừng quên là đặt câu hỏi cho bác sĩ Vũ Đại Dương trong phần comment mỗi khi có clip nhé. Và video hôm nay chúng ta tìm hiểu về kali. Đầu tiên chúng ta phải biết kali là gì, tại sao chúng ta lại cần có nó. Kali là một khoáng chất có thể giúp cho tế bào của chúng ta hoạt động một cách bình thường. Nó là một cái chất điện giải vô cùng cần thiết để tạo ra điện thế của màng tế bào. Nói chung là tất cả các tế bào của chúng ta đều phải có kali để hoạt động một cách bình thường, từ các tế bào thần kinh cho đến tế bào cơ của chúng ta, bao gồm cả cơ tim. Và nếu như cơ thể chúng ta thiếu kali thì rất có thể là các chức năng của chúng ta không thể hoạt động được. Thứ hai, bạn cần bao nhiêu kali là đủ? Nếu bạn là 14 tuổi trở lên thì bạn cần tới 4.700mg kali mỗi ngày. Các bà mẹ đang cho con bú thì cần tới 5.100mg kali. Còn trẻ em thì sẽ tùy thuộc vào độ tuổi. Từ 0 cho đến 6 tháng thì cần 400mg kali. Từ 7 cho đến 12 tháng thì cần tới 700mg kali. Từ 1 cho đến 3 năm tuổi thì cần tới 3.000mg kali mỗi ngày. Từ 4 đến 8 tuổi thì cần 3.800mg kali. Và từ 9 đến 13 tuổi thì cần 4.500mg kali. Và chúng ta hãy đến với một loạt những cái tác dụng của kali đối với sức khỏe chúng ta nhé. Số 1, kali giúp chống loãng xương. Không phải chỉ có mỗi canxi đâu nha, mà bộ đôi kali canxi là một cặp đôi vô cùng quan trọng chống loãng xương cho nha. Khi con người già đi thì xương của họ sẽ có xu hướng là loãng hơn, bởi vì trong cơ thể chúng ta luôn luôn có hai quá trình tạo xương và hủy xương diễn ra liên tục. Khi tạo xương ít mà hủy xương nhanh thì chúng ta sẽ bị loãng xương. Vì vậy, khi các bạn ăn nhiều thịt, sữa, các cái thực phẩm bổ sung kali và canxi đầy đủ thì sẽ có thể là ngăn ngừa với tình trạng loãng xương. Ngoài ra còn một yếu tố khác, đó là khi chúng ta ăn quá nhiều các thực phẩm mà giàu đạm từ thịt, sữa thì sẽ làm axit trong máu tăng. Và khi axit tăng thì kali là một thứ rất quan trọng để trung hòa lượng axit này. Và nếu như chúng ta không bổ sung đủ kali thì axit này sẽ khiến cho xương của bạn bị loãng hơn. Vì vậy, các thực phẩm giàu kali, đặc biệt là rau củ và trái cây, là một thứ không thể thiếu để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày phòng chống loãng xương các bạn nhé. Thứ hai, đó là kali giúp ngăn ngừa sỏi thận. Sỏi thận là những cái hạt nhỏ được tạo thành cho quá trình lắng đọng khoáng chất ở trong nước tiểu. Và khi hạt này lớn dần thì các bạn đi tiểu nó sẽ bị kẹt lại ở những khu vực mà cái đường tiết niệu của chúng ta có thể là nhỏ hơn. Thì khi mà kẹt lại thì các bạn sẽ xảy ra những cơn đau vô cùng khó chịu, nhiều axit hơn trong cơ thể. Đặc biệt là đối với những người có chế độ ăn quá nhiều thịt thì sẽ có khả năng xảy ra sỏi thận dễ dàng hơn. Và kali sẽ loại bỏ axit, giúp giữ cho các loại khoáng chất này nó nằm đúng ở vị trí của nó trong các mô và tránh tình trạng bị sỏi thận. Tác dụng thứ ba, đó là giúp cho cơ bắp của bạn hoạt động. Như đã đề cập từ ngay từ đầu, bạn cần cái lượng kali phù hợp từ bên trong và bên ngoài tế bào để làm sao cho các tế bào hoạt động một cách bình thường. Và đặc biệt là cơ của bạn hoạt động tốt. Quá ít hoặc quá nhiều kali thì đều khiến cho cơ bắp của bạn yếu đi và nó sẽ không hoạt động được theo cách mà chúng ta mong muốn. Vì vậy, hãy lưu ý, kali là một nguồn thực phẩm rất quan trọng cho việc luyện tập cơ bắp và bổ sung cách đầy đủ bạn nhé. Tác dụng thứ tư rất quan trọng, đó là giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Huyết áp là xảy ra khi mà máu sẽ đẩy vào tĩnh mạch và động mạch của bạn, và khi huyết áp cao thì dẫn đến cái tình trạng là suy tim và đột quỵ. Và nó thường được coi là kẻ giết người thầm lặng, bởi vì khi bạn huyết áp cao thì bạn chẳng có triệu chứng gì xảy ra cả, bạn vẫn hoạt động bình thường. Và khi bạn ăn quá nhiều cái đồ ăn mà có nhiều muối thì natri sẽ làm cho cái tình trạng mà tăng huyết áp trở nên trầm trọng hơn. Nhưng bổ sung kali thì sẽ giúp loại bỏ bớt natri và làm giảm căng thẳng của cái thành mạch. Vì vậy, nó có thể giúp làm giảm huyết áp. Và từ đó sẽ có tác dụng số 5 của kali, đó là giúp ngăn ngừa đột quỵ. Đột quỵ xảy ra khi cái lưu lượng máu của bạn đến não bị hạn chế hoặc bị cắt đứt.
trong trường hợp mạch máu bạn bị vỡ hoặc là bị tắc nghẽn. Và huyết áp cao là một nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Vì vậy nếu như bạn kiểm soát tốt huyết áp bằng việc bổ sung kali đầy đủ thì cái nguy cơ đột quỵ chúng ta sẽ bị giảm đi. Và rất nhiều những cái dấu hiệu của đột quỵ có thể là bao gồm là nói lắc này, tay yếu này, rủ xuống một bên này, hoặc là bị liệt dây thần kinh mặt bị đơ ra. Và nếu như bạn có bất kỳ cái dấu hiệu nào của đột quỵ thì hãy gọi trợ giúp y tế ngay lập tức. Rồi, và chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của video, đó là các cái nguồn bổ sung kali hợp lý. Sẽ rất nhiều những món khoái khẩu thực phẩm mà các bạn yêu thích và có bổ sung kali đây. Và cố gắng kiên nhẫn theo dõi tiếp clip nhé. Đầu tiên đó chính là chuối. Một quả chuối trung bình thì sẽ có 422mg kali. Và miễn là các bạn không chế biến chuối, tức là các bạn nên ăn chuối ở dạng sống thay vì nấu chín hoặc là có hình thức chế biến khác, thì cái hàm lượng kali này sẽ luôn được bảo toàn. Các bạn có thể thử rất nhiều cách ăn chuối khác nhau, có thể xay ra cho vào sinh tố hoặc là ăn trực tiếp vào buổi sáng là cung cấp rất nhiều kali. Và dân gymer thì sẽ không thể nào thiếu chuối trong cái thực đơn của mình, phải không nào? Nguồn thứ hai đó chính là khoai tây. Một củ khoai tây nướng và có vỏ nha thì sẽ chứa 926mg kali. Tất nhiên nếu như các bạn ăn khoai tây cùng với lại cả kem rồi bơ rồi các loại thực phẩm khác, dầu chiên giòn rồi cánh gà, thì bạn sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe như dư thừa lượng calo, béo phì, đúng không nào? Vì vậy nếu như bạn thưởng thức món khoai tây để là tăng lượng kali thì nhớ là điều độ và giảm những loại topping, những loại thực phẩm đi kèm không tốt cho sức khỏe nha. Nguồn thứ ba vô cùng lành mạnh đó chính là cam. Một quả cam trung bình sẽ cung cấp cho các bạn 237mg kali. Chúng rất là lành mạnh, đầy đủ vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên những loại cam thì sẽ rất là ngọt và chứa rất nhiều đường. Vì vậy các bạn cũng đừng nên lạm dụng quá nhiều cam để tránh dư thừa calo và tăng cân các bạn nhá. Đương nhiên bạn nào đang muốn tăng cân thì cứ ăn thoải mái cam đi, đúng không nào? Còn những bạn mà đang muốn giảm cân thì hãy chú ý vấn đề này. Và nguồn tiếp theo đó chính là cà chua. Một trái cà chua thì sẽ cung cấp 292mg kali. Và để mà ăn hết nguyên một trái cà chua thì có vẻ là hơi khó khăn, đúng không nào? Vì vậy các bạn hãy thử chế biến cà chua theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là một bát nước sốt cà chua rất là lớn để chấm cùng với lại cả rau sống. Nó một cách vô cùng tuyệt vời, bổ sung một lượng lớn các loại chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể của bạn mạnh hơn. Phần tiếp theo đó chính là hướng dương. Hạt hướng dương một cái món ăn vặt vô cùng phổ biến khi chúng ta trà đá vỉa hè tụ tập cùng với bạn bè, phải không nào? Hướng dương thì cung cấp rất nhiều kali cho chúng ta và nó còn cung cấp các loại dầu cũng như là các loại vitamin khác tan trong dầu nữa. Vì vậy nếu như các bạn chọn những món ăn vặt thì hướng dương không phải là một lựa chọn tồi. Và cuối cùng đó chính là các loại thực phẩm, chính là các loại thực phẩm bổ sung. Nếu như thực sự bạn đang muốn nạp lượng kali lớn cho cơ thể mà cái đường tiêu hóa của bạn đang có vấn đề, bạn gặp trở ngại trong quá trình hấp thu kali, thì bạn có thể sử dụng kali bằng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên nếu như bạn bổ sung quá nhiều thì cũng gặp một số vấn đề cho sức khỏe như là nôn, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Và vì vậy nếu như bạn sử dụng kali bổ sung bằng thực phẩm chức năng đồ uống thì hãy hỏi liều với bác sĩ các bạn nhé. Rồi vấn đề tiếp theo đó là thiếu kali hay còn là hạn kali máu. Đây là vấn đề rất quan trọng các bạn cần phải lưu ý. Nếu như các bạn không đủ kali ở trong hệ thống cơ thể thì cơ bắp của bạn có thể bị yếu đi và thường xuyên mệt mỏi. Bạn có thể bị chuột rút hoặc là bị táo bón. Thông thường khi chúng ta bị hạ kali máu thì cái xác suất chúng ta không bổ sung đủ kali ở trong thực phẩm là rất thấp, mà thường là các bạn bị những vấn đề về sức khỏe như là nôn mửa hoặc là tiêu chảy ở mức độ nghiêm trọng. Lạm dụng thuốc luyện tiểu, thuốc luyện tràng hoặc là lạm dụng rượu thì sẽ xảy ra tình trạng là hạ kali máu. Và cái trường hợp tiếp theo ngược lại đó chính là quá nhiều kali hay gọi là tăng kali máu thì xảy ra chuyện gì? Những trẻ sơ sinh, người già và những người bị bệnh thận thì sẽ có khả năng đó là tăng kali máu. Và khi bạn tăng kali máu thì gần như là rất ít những cái triệu chứng bạn phải nhận ra. Các bạn có đôi khi có thể thấy là mình hơi yếu đi một chút, hoặc là buồn nôn, hoặc là cái nhịp tim của chúng ta bất thường, hồi hộp, đánh trống ngực chẳng hạn. Và bạn có thể bị tăng kali máu khi bạn đang sử dụng một số loại thuốc và cơ thể của bạn đang bị rối loạn hormone. Vì vậy các bác sĩ có thể là chỉ định và điều trị bằng cách là lọc máu, dùng một số nhóm thuốc khác để hạ kali máu. Và vừa rồi chúng ta đã điểm qua rất nhiều những cái thông tin liên quan đến kali. Hy vọng các bạn đã biết được rằng kali là gì, nó có tác dụng gì, cần bổ sung từ thực phẩm gì và hạ kali, tăng kali sẽ có nguy hiểm gì đối với sức khỏe của chúng ta, đúng không nào? Và đừng quên rằng bác sĩ còn rất nhiều những trang mạng xã hội khác. Các bạn có thể kiểm tra bằng những link ở phía bên dưới mô tả video. Và trên kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương còn rất nhiều những video hay ho khác về kiểm soát cân nặng và dinh dưỡng. Các bạn hãy đăng ký bấm chuông để nhận được những thông tin hữu ích nhất cho mình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì bye bye.